Người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai nói các sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt ớ các con, và vì thầy họ vô oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời trước hết con xin cảm ơn đức ông giám đốc tỉnh thành, như đức ông giờ đầu ông đi cha đã dành những tiền thân kèm để con chia sẻ và đặc biệt công bố tại cuộc vận động đánh lễ số cho người đội nào này. Trước hết con xin có một bài tư tưởng rất là đơn bỏ gồm và kính thưa cộng đoàn, vì chúng ta biết ai ở người này đều mong muốn cho có được cái sự may mắn trong cuộc sống, ai cũng lo lắng mình phải được cái này cái kia mà không muốn phải đau khổ chút nào hết, mà thực sự như vậy Chúa cũng không muốn cho ai phải đau khổ. Chúa muốn cho mọi người được hạnh phúc. Nhưng kính thưa các bạn chị em, đối với hạnh phúc của đời này có lẽ ai cũng muốn, nhưng nó chỉ là cái hạnh phúc tạm thời mà thôi, mong và cho em. Nhưng cái điều quan trọng là hạnh phúc mà chính Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta. Mỗi phút ấy cần là chúng ta phải lựa chọn và phải quyết tâm, phải dấn thân và thực hành. Cái mỗi phút ấy nó mới đem lại cho chúng ta sự sống bình thường đời này. Cái mỗi phút mà Chúa Giêsu chúc phúc cho chúng ta vừa nghe trong bài hôm nay, nó phải hy sinh nhiều lắm, phải từ bỏ nhiều lắm, phải nhiều khi phải mồ hôi nước mắt là nhiều mà nhiều người không biết được. Nói đến đây tôi nhớ một câu chuyện của một bà cụ ở miền Nam. Bà qua đời vào năm 1998. Bà là một người rất bình thường, cũng như bao nhiêu người khác. Biến cố năm 1954 cũng đã đi, tức là cũng đi với gia đình con cháu. Biến cố không vào trong Sài Gòn, không ở có một mình, không có con cái gì hết. Hàng ngày âm thầm họ làm bừng không có gì hết. Nhưng mà cái ngày cũng qua đời thì đã làm cho người ta sửng sốt. Đám tang của cụ có tới 6 giám mục hoặc chừng chết là mưu tu sĩ rất đông, giáo dân ở nhiều nơi người ta nghe những đám tang của cụ đến tham dự cái lễ cũng rất đông. Ba dòng chữ kể trên phần mộ
dòng chữ thứ nhất là như thế này: tất cả những gì tôi tiêu xài giờ đây mất hết. Và dòng chữ thứ hai: tất cả những gì tôi sắm sửa giờ đây phải để lại cho người. Và cái dòng chữ thứ ba rất là lớn: chỉ những gì tôi cho đi thì mới còn lại với tôi. Kính thưa quý cô bác bạn chị em, qua đám tang của bà cụ Maria đã làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng, sửng sốt. Một người phụ nữ nhà quê, tại sao mà hôm nay đám tang của cụ không ai bảo ai mà có tới 6 giám mục và biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân ở các nơi khác về tham dự thánh lễ. Cử hành thánh lễ rất trọng thể và đi bộ khoảng chừng 50 số. Mọi người đến kính đưa từ các đức giám mục, các linh mục và đông đảo giáo dân đi đưa kính đưa của mục tới 50 số. Là tại vì cái cụ sống ở đời cũng rất âm thầm, không ai biết là cụ làm gì hết. Hàng ngày cụ đi chợ, đi làm ăn buôn bán, đi nhặt nhạnh cái này đi kia bán đi, rồi lấy tiền giúp vào đại chủ viện, giúp vào các dòng tu, giúp vào các nhà thờ, giúp vào các cơ sở và xã hội bên ngoài xã hội. Cho nên khi nghe tin cụ qua đời là các giám mục, các linh mục, rồi giáo dân, rồi đại diện các cơ quan chính quyền ở các thành phố cũng đến để chia buồn và dâng lễ và tiễn đưa cụ về an nghỉ cuối cùng. Và người ta nhìn thấy cái phần mộ có 3 dòng chữ như vậy, quả thật đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ, phải suy nghĩ. Có nhiều người giàu có nhưng đã không làm được như vậy. Có nhiều người có chức có quyền nhưng cũng không làm được như bà cụ Maria, một người rất quê mùa và nghèo khó, sống tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thời đó. Thì hôm nay mỗi người chúng ta khi chứng kiến hoặc là tham dự thánh lễ cầu nguyện cho những người quá cố, đặc biệt như bà cụ Philomena là ân nhân của giáo xứ hôm nay, chúng ta lại nhớ ra cuộc đời con người chỉ khi được đón nhận phần phục chúa ban chúc phúc, khi mà sống mặc dù cuộc sống cũng có đầy đủ khá giả này kia nhưng vẫn không bao giờ mất đi tinh thần sống nghèo khó trong đời sống Kitô tô giáo. Chính vì khi cuộc đời cần thế của chúng ta mà chúng ta sống tinh thần nghèo khó, sẵn sàng chia sẻ những gì mà Chúa ban cho chúng ta có. Khi giáo hội cần, khi anh chị em sống bên cạnh chúng ta cần đến sự giúp đỡ, chúng ta mong mắn, chúng ta chia sẻ. Quả thật cái con người đó xứng đáng được phúc Chúa chúc phúc cho. Không phải đời sau Chúa chúc phúc mà Chúa chúc phúc ngay trong cái giây phút hiện tại khi chúng ta thực hành đức ban hạnh. Rồi trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy bao nhiêu người, bao nhiêu nơi, chỗ nọ chỗ kia, chỗ nào cũng xảy ra bạo loạn, cãi nhau, tranh chấp, cái này cái kia vân vân. Nhưng mà ít khi có ai đứng lên để xây dựng một cuộc sống hòa bình. Hiếm lắm, thưa gương bà chị em, hiếm lắm. Mà Chúa Giêsu nói phúc cho những ai xây dựng hòa bình vì họ được làm con Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta xây dựng một đời sống hòa bình trước hết trong tâm trí của chúng ta, chúng ta xây dựng trong gia đình, giáo xứ giáo họ chúng ta hay là môi trường chúng ta gặp gỡ để dẫn bất công, mà chúng ta dám đứng lên để xây dựng đời sống hòa bình, thật sự chúng ta sẽ xứng đáng được làm con Thiên Chúa. Vậy thì bà cụ Maria hãy dừng lại, quả thật bà đã sống một đời sống âm thầm. Bà đã sống âm thầm, bà đã biết lựa chọn tất cả những gì Chúa ban cho bà, bà cho đi và giúp đỡ cái này cái kia. Bà cũng ý thức được cái thân phận của bà trong giờ phút cuối cùng của đời.
chỉ những gì mình cho đi thì mới còn lại thôi. Hôm nay chúng ta dâng lên cầu nguyện cho vụ Philomena ở đây, chắc chắn là đối con là những người trước đây có mấy mấy năm gắn bó với sống với giáo xứ và xây dựng được cái đền thánh này, trung tâm hành hương làm trôn xót này. Gia đình cũng đã hy sinh rất nhiều, còn những của cải vật chất và công sức lao động, cũng giống như biết bao nhiêu những người trong giáo xứ đã qua đời, cũng như ông bà anh chị em còn đang sống, đang hiện diện trong cái ngày hôm nay. Chắc một điều chúng ta đã làm vì danh Chúa, làm vì danh, vì giáo hội, vì lợi ích của cộng đoàn, cho các linh hồn, thì chắc chắn một điều không thể sai lầm là giờ chết Chúa sẽ trả vòng hoạt động cho chúng ta. Lúc gì mỗi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta luôn luôn ý thức điều đó và hãy ý thác cuộc đời mình cho Chúa, hãy đặt mọi sự Chúa sẽ ban cho dưới chân Chúa như các tân đồng đồ, và tất cả mọi sự sẽ đặt dưới chân Chúa Giêsu. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hướng về Chúa, ý thác vào Chúa, hãy trông vào Chúa, và chúng ta hãy để Chúa thực hiện lời muốn của chúng ta. Chúng ta hãy rộng rãi và hoàn đạt để đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa và những nhu cầu cần thiết của giáo hội của anh chị em. Kính chúc quý cùng ông bà anh chị em được muôn ơn phúc lành của Chúa, và đặc biệt những ông bà cô hôm nay là những muôn phúc mà Chúa chúc phúc cho chúng ta, để hôm nay chúng ta được hạnh phúc, ngày mai chúng ta sẽ được tiến vào trong biển trời yêu thương của lòng thương xót Chúa, để muôn đời gọi cả tình thương của Chúa và sống hạnh phúc của đời ta. Anh chị em thân mến, Chúa là sống lại và là linh hồn của mọi người đã an nghỉ. Niềm tin này chúng con kính thác vào Đức Kitô Đấng Giá Phục Sinh, và trong niềm tin tưởng này chúng ta cùng dâng những lời nguyện. Hầu cho linh hồn Philomena thân yêu của chúng ta sớm được lấy Chúa, Chúa đã ban phúc cho kẻ người chết trong ơn nghĩa Chúa, trải qua bao lòng nạn vân vân. Linh hồn Philomena hôm nay đã về với Chúa, xin cho linh hồn Philomena được nghỉ yên muôn đời. Chúa đã dạy chúng con rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sướng muôn đời và được không phận hạnh phúc ngàn thu. Linh hồn Philomena của chúng con đã nhắm mắt nhiều đời, không còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho linh hồn Philomena được ơn mà người mọi người chúng con mong mỏi là được ơn ngoan nhìn thấy Chúa trong ánh sáng đầy hoan đạt và bình an.
Cả đất nước như con Chúa thì cũng được sống lại như người
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong việc hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào ngôi sanh quân nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse vạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Kính yêu Ngài với người và thân người và mọi thánh thơ và vinh quang đã quy về Chúa là Cha và Con trong thượng nhất của Chúa lãnh thần thế muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, nhân ngày Chúa tôi nhớ Chúa là nước đồng bằng của quê Long Mê Na, Chúa đã ban cho chúng con được tham dự việc hành, xin chúng cho người thiếu hữu này được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và mai của ngài được sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa Chúng con. Xin kính mời quý Đức Ông, quý Cha, quý Nam Đức Tu Sĩ, quý Cộng Đoàn An Toàn. Con xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình Tam Quyến có lời biết ơn Đức Ông, quý Cha và toàn thể quý Cộng Đoàn. Chào quý hai Đức Ông cũng như các quý gia đồng thế. Kính thưa các quý thầy quý vị, kính thưa ban hội đồng mục vụ cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi mấy đường hôm nay, kính thưa hai Đức Ông, các quý cha, mẹ con theo tiếng phúc hỏi đã bước tiền gia đình quê hương, đặc biệt là nơi đền thánh thân thương này, mẹ con đã an nghỉ nơi đất thánh của giáo xứ cũng thuộc giáo phận Phú Thượng đến hôm nay là tròn một năm. Được sự ưu ái của Đức Ông đền thánh Bát Trạch, hôm nay cũng được Đức Ông đền thánh Thánh Tâm Chúa Cao Mạng cũng như các quý cha dành những thời gian về đây dâng lên dân thánh lễ cầu nguyện cho mẹ con được sớm hưởng hạnh phúc trên quê trời. Vậy giờ đây con xin thay mặt cho bố con cũng như anh chị em chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết dâng lên Thiên Chúa là Đức đầu lòng thương xót, nguyện xin Chúa ban cho hai Đức Ông các quý cha đồng tế luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các ngài dẫn dắt đoàn chiên chúng con. Kính thưa hội đồng mục vụ, kính thưa các quý thầy hội đồng mục vụ cũng như các quý gì cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, gia đình chúng con cũng không quên được những tình cảm các quý thầy quý vị hội đồng mục vụ cũng như toàn thể cộng đoàn trong đền thánh đã thiệt thông dân thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn mẹ con. Vậy giờ đây con không biết nói gì hơn, một lần nữa con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân hai Đức Ông cũng như các quý cha đồng tế, các quý thầy cũng như hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đồng đang hiện diện nơi đây. Trong khi những hai Đức Ông các quý cha, con cũng vô cùng phấn khởi vì cha khác ngài trong miền Nam cũng đã dẫn dắt anh chị em chúng con và linh hướng trong bốn cộng đoàn cầu nguyện của chúng con tại giáo phận Phú Thượng, và ngày hôm nay ngài cũng đường xá xa xôi, ngài cũng dành thời gian về đây để hiện dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn mẹ con. Vậy con xin đại diện cho gia đình cũng như anh chị em chúng con đang sinh sống nơi cha, cũng nguyện xin Chúa ban cho cha có một sức khỏe để ngài luôn luôn chăm lo anh chị em con cháu của chúng con đang sống và phục vụ nơi giáo xứ của cha hiện tại. Và cuối cùng con không biết nói gì hơn, con xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân hai Đức Ông, các quý cha, quý thầy, quý vị và toàn thể cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn cùng chúng lại các bài chú lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
Philomena về với Chúa. Với tinh thần của ông cô cũng như toàn thể con cái trong gia đình, hôm nay sẽ tổ chức ngày kỷ niệm ngày Chúa gọi linh hồn Philomena về cùng Chúa. Hôm nay với sự hiện diện của quý cô ông bà nơi xa gần đã về tình cảm thân thương lưu tới với gia đình cũng như tới linh hồn Philomena. Vậy giờ này đã đến giờ để nguyện kinh, và sau giờ nguyện kinh ngắn gọn và sẽ tổ chức bữa chia buồn cùng gia tăng. Bây giờ này xin mời quý cô ông bà chúng ta sẽ xuống nước và đồng thời sẽ cầu nguyện cho linh hồn Philomena. Và tối hôm nay thì không có đọc kinh và tháng sau, vì vậy cho nên là các vị cũng thông cảm là giờ kinh ngắn gọn trong trưa hôm nay. Và giờ này xin mời quý cô ông bà hơi nước và đồng thời để đứng lên để cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Philomena. Xin mọi người cùng đứng. Nhà đây cha và con và đây là nam em con cho con hồng ân trang chứa cháu nội cho đã ngồi thánh đường nguyện xin Chúa vui vâng rồi nghe lời con theo thảo tình thương ông quý cha và quý khách xa gần xin mời một vị đại diện cho gia đình. Các quý cha, quý thầy, quý gì cũng như hội đồng phục vụ, các ban ngành của liên giáo xứ giáo họ hôm nay đã dành những thời gian rất là ưu ái về hiện thân cầu nguyện cùng đức ông trong thánh lễ cầu nguyện cho mẹ con hôm nay. Và đặc biệt này yêu ái về gia đình bố con cũng như anh chị em chúng con để đưa những bữa cơm thân mật chia buồn cùng gia đình chúng con cách đây một năm về trước. Vậy giờ này con xin đại diện cho bố con cũng như anh chị em chúng con xin tạ ơn Chúa, xin tri ân đức ông cũng như các quý cha hội đồng mục vụ cũng như các quý ban ngành cùng toàn thể cộng đoàn. Vậy giờ đây con xin mọi người hợp ý cùng đức ông, xin đức ông thánh hóa của anh. Và Philomena đã từ nguyện cùng ông và con cái cháu chắc thân nhân là tất cả chúng ta đã một năm hôm nay năm bắt kết hợp để xin nhân lễ dỗ năm đầu
đúng là từ nguyện chúng ta đóng một năm. Lý bảo ạ. Thân xác cùng không ở với người bạn này mà ở trong Việt Nam với bữa cơm tưởng niệm của ông và gia đình tổ chức để mọi người chúng ta, cả những người thân, để những bạn hiểu mời về để được bữa cơm tưởng niệm bà chủ tịch Romina đã qua đời. Và ngày hôm nay chúng ta bữa tiệc thánh thể tại đền thánh và bữa tiệc vật chất và gia đình tổ chức hôm nay đến để chia buồn với Tam Quyến, chúng ta tưởng nhớ bà cụ Romina đã qua đời. Mà sự đã sẵn sàng rồi, tôi xin Chúa làm phép để chúng ta dùng bữa cơm chia buồn và tưởng niệm bà cụ đã qua đời. Nhân đức Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha cả sáng nước Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Yeah.